Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Trưa nay tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì bây giờ trưa nay có quá trời khán giả tới thăm viếng mộ cậu Năm nè cô chú anh chị ơi. 2-3 chiếc xe du lịch đó, để đi vào bên trong. Anh chị đi vô viếng mộ cậu Năm hả chị? Dạ, chào anh. Dạ, chào cô chú nha. Cô chú mình cũng gần đây hả cô? À, Bình Dương. Dạ. Cô chú biết mộ qua cộng năm. Trời ơi, coi thằng kia có chị gái cái tóc quá trời dài luôn kìa. Đó. Chị gái tóc dài quá chừng luôn cô chú anh chị. Trời ơi chị gái à, tóc dài quá chân luôn. Mà chị thì không có vô mộ, chị ngại. Có chị gái kia quá trời tóc dài luôn. Khán giả đang thắp hương cho ba của cô nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm ha cô chú anh chị. Dạ con chào cô chú. Cô chú nhìn giống nghệ sĩ quá ha. Dạ dạ. Thì cô nghệ sĩ cô. Hồi đó đi hát cái lương mà giờ qua phim Việt Nam rồi. Dạ. Cô đóng phim Việt Nam hả cô? Dạ. Cô cho con biết cô bình thường đâu có phải tài danh gì đâu. Đi hát hoặc là đi đóng phim đâu phải tài danh mà có tên vậy thôi chứ không. Dạ. Chú nó nè. Chú đang thắp nhang cho cô Huệ. Cái đời sau này cho nó vực dậy cái lương cái nền tiệc thống Việt Nam của mình á, nó được khởi sắc đó là bà con giờ cũng còn đam mê cái lương lắm. Bây giờ nói nhắn những cái chị với anh nghệ sĩ đây chị cũng về chứng độ hồ trì nghe chị Huệ. Với rồi xong đốt nhang cho Huệ xong rồi là dì hai dượng hai là phải đi qua bên Đại Nam rồi không hẹn nha nhưng mà sẽ gặp lại. Dạ vậy đó. Đại Nam không hẹn nhưng mà sẽ gặp tụi con lại. Dạ. Là mình đi qua bên đó mà... mình quay trở về hết không? Qua bên đó là đi du lịch chơi. Dạ. Đi du lịch chơi rồi mình đi đi tham quan Đại Nam hả cô chú? Rồi chiều nay trở về Bến Tre. Dạ. Rồi vậy đi em một ngày nào gặp lại là cũng 2-3 ngày nữa là chuẩn bị là đi phim. Rồi. Chúc cho con ở đây á mần ăn cũng vui vẻ phát đạt nha. Dạ. Vậy đi nha. Chúc. Dạ. Rồi chúc có nhiều sức khỏe đi. Dạ. Trời mấy đứa con nhiều sức khỏe đi. Dạ. Đi nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú thuận lợi bình an. Cũng thành công hết nha. Rồi. Hai đứa này mới gặp sao thấy ghét quá ta. Thương ghét rồi, chứ luôn thấy ghét nào thương. Thương quá. Ta nó ngược vậy đó. Khi nào có về Bến Tre ha. Là nhớ về nhà chị Hai Dượng Hai chơi nha. Dạ. Cô cô chú là ở dưới Bến Tre. Đúng rồi. Dạ. Rồi về dưới này có gì thì mà nói về Bến Tre là nói tên chị Hai Dượng Hai chắc cũng có nhiều người biết. Dạ. Tên gì cô? Nếu mà về tới dưới là hỏi tên gì người ta mới chỉ lại tới nhà. Hỏi tên chú Thái với dì Mai là đi phim Việt Nam hầu như ai cũng biết. Chú Thái dì Mai. Cô không biết. Chú Thái dì Mai. Chú Thái dì Mai. Dạ. Rồi về dưới là hỏi chú Thái dì Mai là người ta biết, người ta chỉ tới nhà. Dạ. Về ăn yêu đồ bậy bạ. Dạ.
cũng vô à. Dạ con chào chú Thái nha. Rồi, chào con. Dạ. Nó thấy mày nãy giờ đẹp gái quá trời đó. Nói vậy đó. À, nó con trai mà nó đẹp gái, con gái mà nó đẹp trai. Dạ. Con à, chào cô rồi. Chú nha. Rồi hẹn có nằm gặp lại hả? Có dí là gặp lại hả con nha. Rồi, bye bye. Rồi đi 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 bộ đi khỏi dưới đây. Rồi, con chào chú Thái với chị Mai nha. Rồi, ok. Dạ, về mạnh khỏe cô chú. Rồi, rồi. Bà gái ác nó lời mày. Dạ. Bị vô ôm má phạm miết luôn. Chú vui quá. Bên ngày cải lương hay là ngày phim con? Dạ phim á. Phim 592 tới giờ. Trời đó coi lúc đó con chưa đẻ nữa đó. Trời ơi. Có bên lĩnh vực cải lương nữa hả? Cải lương hồi là chú làm quân sĩ là mới lãnh có được đồng bạc á. Quân sĩ á. Dạ. Lãnh được đồng bạc. Chú, có khi nào mà mình lên một câu nào không chú? Rồi câu nó ca hết nổi rồi con ơi. Nó bị xì hơi rồi. Câu cũng được. Không nổi, không nổi nổi nữa con. Dạ. Để chú bên phản diện mình kích độc á. Dạ. Thôi thôi vậy đi rồi hẹn cái ngày gặp lại mình dạ. Sẽ nói nhiều hơn nghe. Cái chị tóc dài này là gì với chú chú? Ờ mấy dâu. Ờ rồi chị em thấy con thấy cô chị tóc quá trời dài luôn. Ờ dâu này út. Dạ. Này dâu. Dạ hẹn gì tóc dài quá chừng nãy con chạy lên con thấy tóc dài quá chừng luôn. Tóc dài là biết Bến Tre hả? Dạ. Dài bay trong gió hả? Dạ con chào gia đình mình nha. Chúc gia đình mình về thuận lộ bình an vui vẻ mạnh khỏe nha chú con. Dạ. Rồi bây giờ bà con thắp nhang cho cậu xong xuôi giờ lên chuẩn bị xe lên xe chuẩn bị về. Dạ con chào chú nha. Rồi rồi chào con. Có dịp nào chú cháu mình gặp lại. Rồi. Mày xuống với xíu vừa là alo chú nghe. Dạ chú dưới hỏi nhà chú Thái đúng không? Rồi. Điền chú Thái là đầy thiết á. Dạ. Đó, giờ gia đình chuẩn bị về ha cô chú anh chị. Bye 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 luôn đại gia đình. Đó, khán giả đi tìm mộ cậu nè cô chú anh chị ơi đang chạy lên nè để hỏi mấy chị nè. Chị đi tìm mộ người xỉu Tú Vũ Linh đúng không chị? Dạ trong đây đậu 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 xe trên lề đi mấy chị. Nãy em kêu chị kia em chỉ đằng đây mà chị chạy luôn. Đó, mộ cậu ở trong đây nè ngay cái dù á cô. À, anh trai này nữa nè. Ồ chị nè trong đây nè chị ơi mộ cậu Năm Vũ Linh đúng không chị? Dạ, dạ đúng rồi. À, chị đậu xe lên lề đi. Ở tới Phụng Hiệp ngã bảy. Dạ. Con thấy chạy ngang ngang đây mà nhìn nhìn là con biết tìm mộ cậu rồi. Có gì đâu vậy? Đó, mấy chị với cô đi lên tìm mộ cậu Năm ha. Rồi xe. Ở Phụng Hiệp đó. Ngã bảy Phụng Hiệp. Thành phố ngã bảy đó. Dạ. Bây giờ mấy thành phố đó. Đi lẹ lẹ lên. Bây giờ Phụng Hiệp ở Cà Mau quá. Con hả? Con dâu cháu ngoại. Dạ. Hạ Nguyên dạ. Thăm con dâu cháu ngoại rồi nó chở cho đi. À, bữa nay nguyên gia đình của mình đi lên thăm cậu luôn hả cô? Phụng Hiệp Cà Mau.
Nhiên ở đằng kia. Nhiên ở trong cái hũ á cô. À, chị nắm giùm em đi, em đốt nhang. Chị Bích lấy giùm chị này ra cái dĩa chị Bích à. Còn một dĩa thì em chắc lấy cái dĩa mở đi. Lấy dĩa mình đi qua. Cũng cho cùng cô không phải. Được không? Lấy cái dĩa chắc đi. À, bé gái dễ thương quá ha. Đeo, đeo mắt kiến kìa. Em có con gửi đi. Họ bây giờ đang gắm bông dưới đây hay hả? Cái giả mới nữa ha. Thì anh không biết tên nhưng mà cúng cho dùm cho hai cô. Đây này có giấy. Đây cũng có thành phố Ngã Bảy Hậu Giang. Vậy là đó có Ngã Bảy luôn hả cô? Có, đó có giả rồi. Đi qua kia đi mình ngang bên hậu đó không? Cắm bông ngay. Cắm bông. Cả gấp hậu không? Bình hoa khi đầu ta. Ông phù hộ cho học giỏi. Anh phù hộ cho học giỏi. Vô luôn bình cho học giỏi. Lấy cái này ra đi. Lấy cái này. Cái này làm đổ đổ đi bỏ luôn. Cái nhập. Để bỏ đi. Mình hai cái bình mới luôn. Nó có mùi vậy đó. Mùi thơm chứ mùi gì đâu, mùi. Cười kìa. Con lại con đốt ngang trong năm đi. Ông Năm phù hộ học giỏi. Con lên thắp nhang cho cậu, cúng cho cậu một vài trái cây nè cô chú anh chị. Bơm với cam, quýt nè. Thì bữa nay Di Minh có cúng cơm cho cậu không? Cúng trái cây không đúng không? Ngày mai anh đâu có cúng gì đúng không? Dạ, ngày mai 9 giờ em cúng. Ngoài Minh. Cắm cây ngoài vô. Ngày mai 9 giờ em cúng. Mấy anh mai vô thỉnh lộc cậu nha. Cúng trả lễ cho cậu Năm với ông bà hàng xóm của cậu. Tại bữa đi Châu Đốc quay có giấy cậu đây nè, đây nè. À, để khi nào con về con trả lễ cho cậu. Mà bây giờ mấy ngày nay bệnh quá chừng luôn. Không có cúng được. Dạ nói chuyện còn khao khao nữa không. Để thứ tư ngày mai. Ngày mai Bùi Hải cúng trả lễ cho cậu. Thôi để mọi cái đèn, sao cái đèn bên đây hay tắt quá ta. Nãy Bùi Hải mới nói gì Bùi Hải? Nói ngày mai cúng trả lễ cho cậu. Bùi Hải thông báo mấy anh em ngày mai vô trước thì cúng cậu, sau nữa cúng xong rồi mấy anh em mình thỉnh lộc cậu. Ở đi có hứa cậu là có vái cậu là đi xuống dưới quay xong mình về con trả lễ cho cậu, mà về mấy ngày nay bệnh quá nên không có trả lễ được. Thôi để ngày mai thứ tư còn Hải trả lễ cho cậu với ông bà đất đai ở đây. Anh nói với chị Tiên ngày mai vô em cúng một cái gì thỉnh lộc cậu nha. Mai em cúng trả lễ bữa giờ bữa đi giái cậu á, để đi về cúng trả lễ cho cậu mà bữa giờ về bệnh quá nên không có trả lễ được. Nên để ngày mai mua đồ về cúng trả lễ. Đúng rồi. Thỉnh lộc cậu không mà chứ không có lộc đâu phát. Mình thỉnh lộc cậu mình ăn cho mạnh khỏe thôi. Chứ lộc thì không có nha. Để mà phát lọc cho anh. Mà cái lọc khác nó phải lọc tiền. Thỉnh lọc là đã đủ rồi. Nó có cái lọc mà cho đâu mà nó liên quan tới tiền bạc. Không lát em phát lọc cho anh. Bữa em về làm tính cúng rồi. Nhưng mà về bệnh quá chừng luôn. Không có cúng được. Phát lọc cho ông.
cái thôi để ngày mai đi mua đồ vô cúng trả lễ cho cậu với ông bà ở đây, với ông bà đất đai ở đây. Đó, Bùi Hải cũng hứa với cậu ngày mai Bùi Hải sẽ trả lễ nha cô chú anh chị, trả lễ cho cậu trước, trả lễ cho cậu với ông bà đất đai ở đây. Thì trước thì cúng cho cậu với ông bà đất đai, sau nữa là mấy anh em ở đây thỉnh lộc cậu dùng cho được mạnh khỏe ha cô chú anh chị. Đó thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi chiều, một buổi trưa thật là vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.